Thưa quý vị, theo dự báo của công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, với việc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023 kéo dài 4 ngày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023, nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những tỉnh thành có các địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng. Trước tình hình này, Hà Nội đã tăng cường phương tiện để đảm bảo nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ cho người dân. Một số tuyến được dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Cụ thể tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt một ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe một ngày, chủ yếu ở các tuyến đường Lào Cai, Phú Thọ Yên Bái, Điện Biên Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng. Trong khi đó tại Bế Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt một ngày, tăng 200% so với thường ngày. Lượt xe dự kiến 900 lượt xe một ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Dự kiến lượng xe tăng cường tại ba bến xe do công ty quản lý trong dịp nghỉ lễ quốc khánh tới đây vào khoảng 640 lượt, trong đó bến xe Giáp Bát tăng cường 252 lượt, bến xe Gia Lâm tăng cường 88 lượt và bến xe Mỹ Đình tăng cường 298 lượt. Ngoài ra, Công ty cổ phần bến xe Hà Nội đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp thêm khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường để phục vụ công tác tăng cường xe giải tỏa hành khách trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 2023. Công ty yêu cầu các bến xe có trách nhiệm bố trí tăng cường nhân lực tại các điểm nóng trên bến xe nhằm kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, đồng thời hướng dẫn sắp xếp các loại phương tiện tập kết đúng vị trí, di chuyển theo đúng tổ chức giao thông trong bến xe, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, lộn xộn, gây mất trật tự trên bến xe. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá đã đăng ký công ty ra bộ phận điều hành tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các xe vào xếp khách theo các quy định của thể lệ vận tải đặc biệt kiểm tra các loại giấy tờ đăng ký đăng kiểm bằng lái tem tuyến cố định bảo hiểm chất lượng phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy người lái phối hợp lái xe kiểm tra hàng hóa hành lý theo quy định phối hợp với công an bến kịp thời phát hiện ngăn chặn vận chuyển chất cháy chất nổ